là phương nhìn hóa học của các phản ứng oxy hóa khử sao, à, xác định vai trò của chất, của các chất tham gia phản ứng đúng không? Rồi mình có cái phương trình, đây mình có tổng cộng là 5 phương trình đúng không? Thì các con viết cái phương trình ra, viết 5 phương trình này ra ha. Đầu tiên là K MnO4 cộng cho HCl mũi tên, HCl này cộng cho MnCl2 cộng CL2 cộng nước. Rồi, ok. Rồi xác định sự thay đổi của cái số oxy hóa ha. Mn trong trường hợp là 0,7. Tính số oxy hóa nhanh nha. Mn là cộng 7, Mn bên này á thì là cộng 2. CL là trừ 1. CL 0. Rồi ok. Rồi ghi các bán phương trình thay đổi số oxy hóa. Cái này mình cân bằng nhanh cũng được. Được chưa? Nhưng mà tôi ghi ghi các bán phương trình siêu khử ra để cho các bạn nhìn nó nhé, mới hiểu ha. Còn không thì có cách cân bằng mấy phương trình này thật là nhanh, trong vòng 15 giây là cũng cân bằng ra được rồi. Mn từ cộng 7 biến thành Mn cộng 2, thấy không? Này các con, từ cộng 7 thành cộng 2 này, thấy chưa? Thì lúc này Mn sẽ cộng với 5E, 7 xuống 2 là 5E, CL trừ 1, CL2 là 0. Thì lúc này sẽ nhận 2E, vậy là trên nhân 2 ha, ở dưới sẽ nhân 5. Rồi chúng ta nhân 2 vô này, 2 cái còn nhân vô mình là cộng 7 này, thấy không? 2 nhân mình là cộng 7, thấy chưa? Và 2 nhân mình là cộng 2, thấy không? Số 5 này không, cái con nhân vô sen L2 là 0 này không? Thấy chưa? Thấy sự thay đổi về hệ số chưa? Rồi sau đó mình tiếp tục làm tiếp. Rồi lúc này cân bằng oxy hóa khử đã xong, các hệ số cố định đã có sẵn hết. Thật sự bây giờ chúng ta không cần nhìn tới sự không cần nhìn tới cái bán phương trình nữa, mình bỏ hết mấy cái gì liên quan đến bán phương trình. Rồi bây giờ mình cân bằng tay này. Ở đây là mọi cái hệ số quan trọng đã có hết rồi đấy. Cân bằng thấy K đi, 2K này. Rồi cân bằng thấy CL, 2 CL, 2 cộng 4 được 6 CL, 5 nhân 2 được 10, 6 cộng 10 là 16 CL. Dạ, lúc này là 16 HCl, 16 HCl. Rồi 16H đúng không? Thì cân bằng thấy H là 8H, 8 hay 16. Rồi ok. Muốn biết đính đúng sai. Xin lỗi, hôm nay tôi nói nhỏ nha. Tôi không nói nhỏ là sau này tôi mất tiếng luôn ấy. Tôi đã ho suốt gần hơn một tháng nay. Vấn đề sức khỏe. Vì thanh quản nó gặp vấn đề trục trặc đúng không? Và cân bằng oxy hóa khử mọi thứ đều cân bằng hết. Thì muốn kiểm tra tính đúng sai của một phương trình này á, thì chúng ta sẽ kiểm tra thằng ô ha, kiểm tra oxy. Ha. Kiểm tra oxy, oxy mà cần đúng rồi thì mọi thứ đúng hết. 248 này. 81. Rồi ok, dùng phương trình này xong rồi đấy. Và tiếp theo NH3Bg2, NH3 cộng Bg2 mũi tên, mà chỉ cho nó kích thích lại như vậy đó, không đủ chỗ. Khi cân bằng các con lưu ý là viết cho nó gồng gồng đưa thưa ra mấy cái khoảng trống phía trước chất nha, tại vì hồi xíu nữa mình sẽ đúc số vào á, mình đúc số hệ số cân bằng không thôi sao không đủ chỗ. N2 cộng cho HBG rồi xác định sự thay đổi số oxy hóa này, trừ 3 này, 0 này, Bg2 là 0 này, HBG là trừ 1 này. Rồi ghi cái sự thay đổi số oxy hóa nó ra. Nitơ trừ 3 đúng không? N trừ 3 biến thành N2 là 0. Cân bằng 2 cộng 6E là trừ 6 biến thành 0 là cộng 6E. Bg2 là 0.
biến thành bg trừ 1 đúng không? Thì cân bằng cộng 2 gọi là trên nhân 3 nhân 1 chứ. Nhân 3. 1 lần 6 được 6. 3 nhân với 2 bằng 6. 6e 6e nhân nhân bằng nhau. Đấy vậy thôi. Rồi. Nhân 3. Rồi cái còn nhân 1 thôi. 1 nhưng với chỗ 2 là trừ 3 đúng không? Vậy là có 2 là trừ 3. 2 là trừ 3. Thì tương tự đây là số 1 nè. Số 1 là không cần phải ghi, nhưng mà trong trường hợp tôi ghi cho các bạn nhìn ha. Nhưng đây đúng không? 3 nhân vô chỗ BG2 chưa? Vậy là 3BG2. Và lúc này là 3 nhân với chỗ BG trừ 1 thấy không? Mà nó BG trừ 1 nó có sẵn số 2 à. Vậy là 3 nhân với 2 bằng 6. Kết thúc. Rồi vậy thôi. Mình có thể tự kiểm tra lại nha. Phương trình tiếp theo là N3. Cộng COO. Gia sẽ CO cộng N2 cộng nước. Cái định sẽ thay đổi số chữ hóa chữ 3 cộng 2 không. Nói chung làm nhiều thì các bạn xin cái bản năng nè, chứ tôi cũng chả dỗi dáng xinh xắn gì đâu nha. Cứ làm nhiều thôi. Nè số 0 nha. Số 0 đấy. Rồi N2 đơn chất cũng là không luôn. Rồi. Cân bằng cộng 6e giống quy trình Nitơ hồi nãy, giống quy trình của N hồi nãy. Số được cộng 2 biến thành số 0. Cộng 2 biến thành 0 đúng không? Vì cộng 2e nên nhân 3 nên nhân 1. Nên là 3 số 0 dẫn đến 3 số cộng 2 đúng rồi. 1 nhân ngoài với 2 này các con thấy không? Vậy là 2 là chịu 3. Đây là số 1. Rồi đây là cái phương trình những gì đến liên quan đến phương trình biểu diễn quá khứ đã xong. Đây là số 1 nha. Xong rồi đấy. Tiếp tục. F2 cộng 1 2. Rồi, xác định sự thay đổi số xíu rồi. Ở nhà thì cái phương trình này á, nhìn vô thấy chỗ này, đây là một cái phương trình phức tạp. Tôi lý giải góc độ khá là phức tạp ha, các bạn tập trung nha. Nhìn này khá là khó đấy. FBS mình mang số nguyên cục luôn. Lưu rồi thế này mình giả định nha. Lưu rồi là trừ 1 và sắc là cộng 2. Cộng 2 nha, với số 3. Cộng 4, 0. Với cộng 3. Mình nhìn thấy này. Sắc từ cộng 2 biến thành sắc cộng 3 đúng không? Tăng. Lưu huỳnh từ trừ 1 cũng tăng lên lưu huỳnh cộng 4. Tức là có hai nguyên tố tăng trong một hợp chất FeS2, đồng ý không? Thì lúc này có một sự phức tạp xảy ra.
là hai nguyên tố này nó cùng tăng trong một thằng FE2. Giờ mình viết như sao vậy? Mình không có nào tách FE và S ra được. Giờ mình sẽ mang nguyên cục FE2 xuống luôn. Đấy, như nãy giờ tôi đã mang xuống đấy. Dữ liệu nguyên cục FE2 sẽ biến thành lưu bình cộng 4 cộng cho giữ đúng tự đi FB cộng 3 cộng cho lưu bình cộng 4, hiểu không? Quá dễ, bạn nào có tư duy thì sẽ làm được câu này. Đây là câu nâng cao đấy. Rồi sau đó mình cân bằng hệ số 2S đúng không? 2 lưu bình. Rồi hỏi cộng nhiêu E thì quá dễ. Nguyên cục FE2 lúc mà cái con tính số siêu quá từng thằng á thì hiển nhiên nó là cộng 2 trừ 1 gì đó. Nhưng mà khi nói về hợp chất đúng không ạ? Tổng số siêu quá trong hợp chất thì bằng 0. Vì là nguyên cục FE2 sẽ bằng 0. Thì tức là mình sẽ có từ 0 biến thành cộng 3 và cộng 4 nhân 2. Được không ạ? Cộng 4 nhân 2 là 8. 8 cộng 3 là 11. Vậy hệ số là cộng 11. Cộng 1 nè. Anh để xíu nha. Rồi tiếp tục tới O2. Oxy thì biến thành O-2 nha. Rồi 2 đây. 4 nè. Rồi ở trên nhân với 4, ở dưới nhân 11. Rồi nhân vào thôi, 4. Không, 4 nè, nhân với FE và cộng 3 nè. Là 4 FE cộng 3 là số 2 đây. Tại vì đây có số 2 sẵn nè, 2 x 2 là 4. 4 x 2 là 8 lưu huỳnh cộng 4. Thấy không? Rồi 11 nhân với O2 đây. Đây là số 11. Rồi chấm hết. Thông tin mình hãy check thử. Rồi vậy thôi. Lưu ý nghe cân bằng siêu khử mà người ta kêu viết các bán công trình nhận nghe để các bạn phải viết nghe trước cân bằng hệ số nha. Mấy định Google search nó có sẵn hệ số cân bằng hết rồi. Đâu dễ đút vô cái nhiều khi ngày cô tưởng lên mạng gõ nữa. Nó làm cẩn thận giùm. Rồi xong rồi. Rồi ca sen lộ 3. Sắp xong rồi. Cố lên. Ca sen lộ 3. Mũi tên tây độ. Anh à, này có kèm tây độ luôn nha. Ca sen là cộng O2. Sen là này là cộng 5. Trừ 1. 0. Sen là cộng 5. Sen là trừ 1. Cộng 6E. Oxy trừ 2. Oxy 0. Cộng 4E. Ở trên nhân 2. Ở dưới nhân 3. 2 lần 6 12 bằng 42. Không, mọi thứ bằng hết. 12, 12 bằng hết. Vậy là 2 nhân với sen là cộng 5, thấy không? Vậy là 2 sen là cộng 5. 3 nhân với O2, thấy không? Vậy là 3 O2. 2 sen là trừ 1, thấy không? Vậy là 2 sen là trừ 1. Rồi chấm hết. Không xui. Rồi các bạn có gì đó không rõ thì bình luận bên dưới nha. Mọi thắc mắc